Xin mời các bạn và anh em, anh Nguyễn Đăng Tết và giới thiệu về một cặp loa bãi Mỹ đến từ hãng Pivay, có model là SV2G. Thì đây là dòng loa có rất nhiều anh em muốn sở hữu và săn đón, bởi vì chất âm nó cực hay luôn nhá. Với dòng loa tiếng bắt đánh như suốt luôn, sâu mềm và tép sáng lại đi xa, lời rõ, có thể bao vòng 4-5, 50 mét là chất âm luôn. Nếu bác bỏ số tiền này ra thì bác phải mua dòng loa như 4735A của JB mới thắng được nhá. Bên đây là cung cấp với giá là 22 triệu đồng xuân bao ship luôn nhá, bao zin, bao đẹp, bao chuẩn nha anh em luôn. Anh em nghe, thì dòng loa này vừa hát cao kê vừa nghe nhạc đẳng cấp luôn. Thế này và cái tép ấy nó trong trẻo, nó lẩy tanh tách đấy, và nó sắc gọn, giải bát đánh êm ấm mềm uy lực, giải trung rõ, thể hiện qua lời ca của ca sĩ. Quá hay luôn. Thì những cặp loa này bên không có nhiều nhá, thi thoảng về cặp thôi, cơ bản là về là bác chốt luôn. Bác rất nhiều bác đang nghe bị vây rồi, vì ma mị luôn, không thể đỡ được luôn, nó hay quá. Rất nhiều xịn đấy, đi bê này đây dài luôn. Trường âm cực xa và rộng luôn nhá. Ngày đó xa rời rất là ngọt tim này. Bây giờ phần 2 em sẽ quay lại thất anh em nhá. Chào mừng các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa đến từ hãng Pivay, có model là SP2G. Thì đây là một dòng loa sở hữu một bát 40 từ 220-100 và một test kèn khủng từ 14-51. Thì với dòng loa Pivay này thì đặc biệt ấy, người Mỹ và người các bác trong miền Nam rất là mê, bởi vì Pivay này ấy, thực sự là tiếng bass ra rất là mềm, nó uy lực và nó đánh kiểu như súp ấy, rất là dễ chịu các nhá. Giải tép nó đánh không khác gì JBL, nó sáng và nó ngọt leng keng, giải lời thì rõ. Thì với dòng loa Pivay này có thể bao phòng bác từ 4-5 vuông đến 50 vuông, đều là tràn âm các nhá, tiếng bass đánh uy lực, giải tép đánh sáng cao và lời rõ. Đặc biệt thì nó nghe được tất cả dòng nhạc luôn, từ bolero rồi là Zumba, trữ tình không lời là chơi được hết, sắc nét chi tiết ở mọi giải. Hát karaoke thì hết điểm luôn nhá, nó sáng, nó bay, nó rộng rãi. Đấy, thì dòng Pivay này thì cơ bản là bên em không có nhiều đâu, thi thoảng về một đôi thôi. Đấy, không có nhiều quá nhá. À, về đôi nào thì các bác cũng chốt luôn rồi đấy. Thế này em có về một đôi SP2G này, làm một clip nhanh giới thiệu các bác. Thì dòng này nó là thùng gỗ anh em nhá, thùng gỗ bọc lý. Đấy, đặc cái chân của Pivay nó bọc lý. Rộng 54, sâu 57, cao 84. Thì bác biết là một thùng loa rộng nó sâu 54 thì mát nó cực kỳ là mạnh mẽ đúng không? Nó sâu, thùng gỗ. Pivay thì làm thô, nó không còn đẹp. Đấy. Nó hỗ trợ cả giá cắm ba chân luôn, phần tần hai lớp, ông bù chống cháy rồi biến áp kìa bác. Đấy, Pivay thì nó có đặc trưng riêng của nó. Đấy, phần tần rất xấu nhưng mà hay bác. Đấy. Made in USA, cái đời này chỉ xuất ở Mỹ thôi nhá. SP2G Pivay. Công suất của nó là 600W này, max là 1200 này, và khởi động là 300W, cực nhạy nhá, con này đánh cực nhạy luôn, không tốn đẩy đâu, nhưng đánh ra chất âm của nó đúng là phê loài luôn bác nhá. Loa em tình trạng là zin nguyên bản hết, đẹp xuất sắc đấy, nó vãi như là loa tuyển chọn. Và đặc biệt cái tép Pivay thì tại sao nó đi xa nhá, bởi vì cái phễu này, phễu kèn này nó cao gần 50cm luôn, và cái phễu nó trẻ đôi đấy. Và Pivay nó hay dùng cổ tép chung là nó là 22XT, họng 51. Đấy. Rất là to gấu nhá. Này, kể cả cái phễu nhựa nó dập Oda hết. Đấy, USA nhá. Phễu nhựa này chắc lắm. Phễu trẻ đôi. Này, họng kèn nó như này bác, sao nó thổi không, nó không xa đúng không? Đấy. Rất đẹp luôn họng kèn đấy. Bát Pivay nó là trưng rồi. Từ 220-100. Đấy. Xương nó là xương nhôm, bát đĩa đây, tất cả đẹp quá nhá. Thì bây giờ nó tháo từ ra, đấy, gân nội tẩm dầu ba sóng, tất cả màng còn zin của nó bác nhá. Đây, bây giờ màng còn zin hết, tất cả đẹp đĩa,
anh em xem. Thì đối với thì em cung cấp với giá đầu xuân anh em giao lưu nhá, thì 22 triệu nhá, 2 triệu bao ship. Đấy, anh em là nhu cầu lắp bộ hát không, nhu cầu mua thì liên hệ với em, 22 triệu bao ship tặng cặp dây luôn, bao đẹp, bao zin, bao chuẩn luôn nhá, chạy hay, cân đối hài hòa luôn. Tất cả bên em về là bao giờ cẩn thận lắm. Bên em là bên có cái chuyên môn kỹ thuật cao bạn, cho nên là kiểm tra lét căng từ củ tép, từ thùng vỏ rồi phân tần mọi thứ, lét căng thì bên nó xuất xưởng luôn nhá. Kiểm tra hoạt động cực kỳ tốt luôn. Các bác mua về thì cắm ra chơi thôi, không phải nghĩ ngợi luôn nhá. Mọi tin mua sắm các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140, Hành Nguyễn giao hàng Hàn Quốc. Thì em nói là BV không có nhiều nhá, thích thoảng về một cặp thôi, cứ về cặp nào mình bán cặp đấy. Thì anh em nhu cầu thì nếu mà là tín đồ BV thì alo cho em nhá. Anh có chào các bác ạ.